Qua 40 tuổi, tốt, xấu, thiện, ác đều hiện rõ trên khuôn mặt. Kính thưa quý vị, mọi người vẫn thường nghĩ tướng mạo do trời sinh. Nhưng có một điều mà không phải ai cũng biết, đó là tướng mạo cũng do tâm tính tạo nên. Một lần, Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln phỏng vấn một ứng viên nam ngoài 40 tuổi đến làm nhân viên cho chính phủ. Mặc dù người này rất có tài năng, nhưng vị Tổng thống vẫn không tuyển dụng. Người phụ tá thấy vậy liền hỏi Tổng thống nguyên nhân vì sao. Tổng thống nói: "Tôi không thích tướng mạo của anh ấy." Người phụ tá không hiểu nên hỏi lại: "Chẳng lẽ một người khi sinh ra đã không được ưa nhìn thì cũng là lỗi của họ sao?" Tổng thống Lincoln trả lời: "Một người sau 40 tuổi đều phải chịu trách nhiệm cho khuôn mặt của mình." Thực sự trong cuộc sống, con người đến tuổi trung niên thì tướng mạo sẽ lộ rõ ra tính cách và phẩm chất của người đó. Người có tấm lòng khoan dung thì phần lớn sẽ có khuôn mặt phúc hậu. Người có tính tình hiền dịu thì tướng mạo sẽ đẹp một cách nhu hòa thánh thiện. Người có tính cách thô bạo lỗ mãng thì tướng mạo sẽ luôn là hung dữ. Người có lòng dạ nhỏ mọn thì phần lớn sẽ có tướng mạo xấu xí, hai hàng lông mày nhíu chặt. Có người tướng mạo lộ ra vẻ đặc biệt, trẻ trung và xinh đẹp thì người này nhất định đơn thuần lương thiện. Đây là do kết quả của quá trình tu dưỡng tâm tính và hành vi phản chiếu lên khuôn mặt. Cho nên, tướng mạo cũng chỉ ra vận mệnh tương lai của người đó. Nhưng tướng mạo của một người là có thể từng bước cải biến được. Đặc biệt, tướng mạo đẹp là do sự quyến rũ từ trong nội tâm mà tản ra bên ngoài. Bất kể phúc báo nào đều là có nguyên nhân. Cho nên, dung mạo xinh đẹp cũng là có nguyên nhân từ tâm. Người mà có khả năng nhẫn nhịn, ít khi tức giận thì sắc mặt sẽ đẹp hơn. Trong cuốn Phật Thuyết Tội Phúc Báo Ứng Kinh nói rằng: "Người xấu xí là do thường xuyên tức giận, oán trách mà ra. Người đoan trang, trắng trẻo, vẻ mặt rạng người, thân thể mềm mại, gặp người người thích là kết quả của tu nhẫn mà ra." Để có tướng mạo đẹp ở tuổi trung niên, hãy thường xuyên tu dưỡng những mặt sau đây. 1. Thường xuyên mỉm cười. Có người nói, mỉm cười là cách để làm nở một bông hoa xinh đẹp nhất ở trên khuôn mặt. Người xưa có câu, tay hung không đánh mặt cười. Nụ cười luôn làm rung động lòng người, khiến cho mọi người vui vẻ, thân thiết và gần gũi nhau hơn. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là mỉm cười không chỉ mang lại mỹ cảm cho người khác, mà còn giúp truyền đạt tin tức mà người khác dễ dàng tiếp nhận nhất. Mỉm cười luôn mang tới cho người khác niềm vui và hạnh phúc, mang tới sự thỏa mãn về tinh thần. Nếu như trên khuôn mặt thường xuyên nở nụ cười, có thể đem thiện ý truyền đạt cho tới mọi người. Đây chính là cách hoàn toàn không phải mất phí tổn, mà lại tạo ra được giá trị lớn. Đây chính là phương pháp làm đẹp thuận tiện nhất, kỳ diệu nhất. 2. Khen ngợi người khác nhiều hơn. Ai cũng đều muốn nghe những lời khen ngợi, khích lệ, đặc biệt là lời khen ngợi đúng lúc. Các nhà khoa học đã làm một cuộc thí nghiệm đối với nước. Sự kết tinh hình dạng của nước có chịu ảnh hưởng của thanh âm bên ngoài. Tiến sĩ Masaru Emoto, Giám đốc Viện Hado, Tổ chức IHM ở Tokyo, Nhật Bản, đã tiến hành thí nghiệm sự biến hóa của nước dưới sự ảnh hưởng của âm thanh tác động bên ngoài và phát hiện. Khi ông phát những ca khúc nổi tiếng của Mozart và Beethoven, rồi dùng kính hiển vi quan sát, ông nhận thấy các tinh thể nước sẽ thuận theo những giai điệu đẹp đó mà không ngừng sản sinh ra những biến hóa đẹp mắt. Nói những lời dễ nghe thì các tinh thể nước cũng tạo thành những hoa văn hết sức đẹp mắt. Khi nói những lời khó nghe thì các tinh thể nước lại chuyển động hỗn loạn, không có trật tự. Cho nên, nói những lời khen ngợi, khích lệ người khác cũng sẽ làm rung động tinh thần của người đó, và kết quả là nó sẽ phản ánh ra bề mặt của người đó và ngược lại. Khi nói ra những lời thiện,
lời tốt đẹp thì bản thân mình nghe là nhiều hơn. Từ đó cũng tự nhiên càng thêm xinh đẹp. 3. Nhẫn nhịn nhiều hơn, giảm bớt tức giận. Người mà có khả năng nhẫn nhịn, ít khi tức giận thì sắc mặt sẽ đẹp hơn. Trong cuốn Phật Thuyết Tội Phúc Báo Ứng Kinh nói rằng người xấu xí là do thường xuyên tức giận, oán trách mà ra. Người đoan trang, trắng trẻo, vẻ mặt rạng người, thân thể mềm mại, gặp người người thích là kết quả của tu nhẫn mà ra. 4. Luôn biết cảm ơn. Người hiểu được biết ơn hết thảy, từ bông hoa, cọng cỏ, từ con người, đồ vật, thì tự nhiên trong lòng cũng phát sinh ra một loại cảm tình tốt đối với mọi thứ xung quanh mình. Nội tâm người đó lúc nào cũng thường nở ra một bông hoa hấp dẫn người khác. Người mà trong lòng tràn đầy hương thơm thì bên ngoài cũng sẽ xinh đẹp rạng rỡ. 5. Sức mạnh của tâm niệm. Vẻ bề ngoài của một người là liên quan mật thiết với nội tâm bên trong của người đó. Tướng do tâm sinh, cho nên bên trong tốt đẹp thì bên ngoài sẽ xinh đẹp. Một nhà tâm lý học từng nói, tâm tình của một người là như thế nào thì cuộc sống của người đó sẽ là như thế, vận mệnh của người đó cũng sẽ lại giống như thế. Vì vậy, nếu bạn mong muốn trở thành người xinh đẹp thì trước hết hãy dùng tâm niệm tốt đẹp để đi đối đãi với thế gian. Khi đó, bạn không những phát hiện ra mọi thứ đều trở nên xinh đẹp, mà ngay cả tướng mạo của bản thân mình cũng ngày càng trở nên xinh đẹp. 6. Tiếp xúc nhiều hơn với người có tâm linh tốt đẹp. Người xưa nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, có ý nói rằng, nếu như bạn tiếp xúc nhiều hơn với người tốt, người có tâm linh tốt đẹp, thì bạn sẽ chịu ảnh hưởng từ họ. Dần dần, bạn cũng trở nên giống như họ. Người đẹp không phải chỉ nói tới là vẻ đẹp bên ngoài, mà quan trọng hơn là vẻ đẹp của tâm linh. Người có tâm linh đẹp thì dung mạo cũng sẽ đẹp. Người nào cũng tiếp được. Cách thu phục lòng người, vạn người kính nể. Kính thưa quý vị, thành công và được người khác nể trọng chắc chắn không phải món quà dành cho những người thiếu tự tin. Do đó, nếu muốn thành công, hãy tự tin lên. Công bằng mà nói, những người tự tin luôn được nhận xét là hấp dẫn, đáng tin cậy và thành công hơn người khác, chưa kể năng lực thực sự của họ như thế nào. Tuy nhiên, nếu bạn chưa sở hữu sự tự tin mà mình ao ước, cũng chẳng sao cả. Bởi vì không ai sinh ra mà có sẵn hay là thừa sự tự tin cả. Nếu một người trông thật tự tin, đó là do họ nỗ lực rèn luyện không ngừng. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần luyện tập thì bạn cũng có thể trở thành người tự tin. Và dưới đây là 5 bí quyết để bạn làm điều đó. 1. Sử dụng nguyên tắc 5 giây. Đây là một khái niệm được khởi xướng bởi nữ diễn giả người Mỹ Mel Robbins trong cuốn sách Chuyển động lực sống của cô mang tên The 5-Second Rule. Được biết, cuốn sách của Robbins đứng thứ 6 trong top 10 cuốn sách thuộc thể loại Người thật, việc thật, được đọc nhiều nhất trên